món này đúng không? Lên nướng em ạ. Đấy.
với cả đôi thầy cháu cả đây đôi này cũng với cả bán mang thôi mà anh lấy cho anh mấy cân luôn. Vâng. Thì lấy nhiều không? Dài. Toàn cái to. Để em lấy sao đi. Mang đi em ơi. À, cân 10.000 thôi. Có to to quá đây, muốn nấu lên nướng em ạ. Đấy. Hai cân thôi mà. Thì được nhiều vậy nha. Đấy, rồi, lấy hết đi.
cho chị làm cho. Vâng. Sang bên kia tàu bên kia đối với chú đi. Em ơi, đi chung con đi, em đi. Vâng. Thấp quá. Đưa về nhà đi. Biết rồi già thôi. Vâng. Em đi trước nha. Em ơi, cầm cúp vào nhà này. Vâng. Đi xuống dưới đi gửi cả nhé. Vâng. Thank you.
bên kia. Bên kia mà